Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Barcelona với Man City 2 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2022, giao hữu quốc tế. Barcelona bước vào mùa giải La Liga với nhiều kỳ vọng khi có một loạt bổ sung chất lượng trên thị trường chuyển nhượng. Lúc này, với những tân binh sáng giá như Lewandowski, Kessié, Rafinha, Christensen, các đội chủ sân Nou Camp được xem ứng viên vô địch cho chức vô địch. Dẫu vậy, Barcelona đã ra quân nhặt nhòa ở La Liga mùa bóng năm nay khi phải chia điểm với Vallecano ngay trên sân nhà Nou Camp. May mắn cho thầy trò huấn luyện viên Xavi khi trong bối cảnh khó khăn họ đã tìm được thắng lợi đầu tiên ở vòng vừa rồi khi vượt qua Sociedad với tỷ số đậm 4-1. Các tân binh của Barcelona đang dần hòa nhập với đội bóng và chắc chắn Barcelona sẽ hùng mạnh hơn nhiều. Trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo, Barcelona sẽ tiếp đón Man City ở trận giao hữu. Phong độ của Barcelona đang tương đối ổn định với việc sở hữu chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp và giành tới 6 chiến thắng. Bên phần sân đối diện, đương kim vô địch Man City sớm cho thấy sức mạnh vượt trội khi sở hữu ngôi sao sáng giá Haaland. Nở xanh Manchester toàn thắng cả hai trận lượt đầu tại ngoại hạng Anh mùa này, ghi tới 6 bàn và không để thủng lưới. Nhưng ở vòng đấu vừa qua, Man City gặp rất nhiều khó khăn trước Newcastle, đội bóng được coi gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Anh. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã để đối thủ cầm chân với tỷ số đậm 3-3. Trận giao hữu với Barcelona đêm nay được xem như cơ hội tốt để Pep Guardiola và các học trò có thể có được những bài học bổ ích trước khi thực sự chạy Roda tại ngoại hạng Anh. Nhìn chung, Man City vẫn đang sở hữu phong độ tương đối ấn tượng trong quãng thời gian qua. 15 lần ra sân mới nhất trên mọi mặt trận tham dự, Man City thắng 11, hòa 2 và thua 2 trận. Điều này giúp Man City đang rất tự tin trước cuộc đụng độ với Barcelona. Xét về thực lực ở thời điểm hiện tại, Man City vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Barcelona đôi chút. Nhưng ở màn so tài tới đây, Barcelona xứng đáng được tin tưởng nhờ có lợi thế sân bãi. Hơn nữa, tinh thần của các cầu thủ Barcelona đang lên cao khi vừa đánh bại Real Sociedad với tỷ số đậm 4-1. Những tân binh sáng giá như Lewandowski, Kessié, Rafinha, Christensen, các đi cửa Barcelona đang dần hòa nhập. Chưa kể, Barcelona toàn thắng cả 3 lần mới nhất tiếp đón Man City tới làm khách. Với kèo châu Á là đồng kèo, anh em nên cân nhắc đội chủ nhà. Trước kèo châu Á, đồng kèo chọn Barcelona full time. Cả Barcelona cũng như Man City đều là những đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ. Điều này thấy rõ khi mà 5 trên 6 trận sân nhà gần nhất của các cầu thủ Barcelona và 9 trên 10 lần ra sân vừa qua của Man City đều khép lại với tối thiểu 3 pha lập công được ghi mỗi trận. Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở hai lần đụng độ nhau mới nhất giữa hai đội. Bởi lẽ đó, khả năng cao màn so tài tới đây giữa hai đội sẽ tưng bừng bàn thắng. Tuy nhiên, với kèo tài xỉu 3.75 khá cao, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Trước kèo tài xỉu 3.75 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, đồng kèo chọn Barcelona full time. Kèo châu Âu, Barcelona thắng. Kèo tài xỉu 3.75 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Barcelona 2 Man City 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.